Em cảm thấy vui với hồi hộp ạ, kiểu lúc bạn trai thi đấu ấy ạ. Rất là hồi hộp, kiểu như kiểu mình ở trong trận thôi đấy ạ. Chứ ạ, đây là lần đầu tiên, đây là giải đấu lớn nhất em từng tham gia. Bản thân em thì em thấy cũng sắp được phong độ của em rồi, còn các đồng đội thì cũng đang theo sau thôi. Và những trận tiếp sau em sẽ cố gắng hết mình ạ.